trong ngày hôm nay, Moon sẽ chia sẻ đến các bạn một công thức làm món pudding trứng keto. Và món này Moon sẽ uống cùng với trà sữa keto. Còn công thức như thế nào thì Moon mời các bạn hãy đón xem các video để được biết nha. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Đầu tiên thì Moon sẽ làm phần pudding trứng trước. Moon sẽ chuẩn bị một cái chén nhỏ như thế này. Để cho vào đây 1/2 bột gelatin. Moon sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Moon khuấy đều hỗn hợp này lên. Moon sẽ ngâm phần gelatin trong vòng 15 phút để cho bột gelatin được nở ra. Tiếp theo Moon sẽ sử dụng 2 quả trứng gà để tách ra lấy lòng đỏ trứng nha. Thì Moon cũng sẽ sử dụng dụng cụ là một em vịt mặt ngu. Thì nếu mà ai mà coi video của Moon thì từ trước tới giờ Moon chỉ sử dụng cái em này để mà tách ra lòng đỏ trứng thôi. Thao tác rất là đơn giản, thì mọi người chỉ cần đập bể trứng và cho trứng vào cái phần chú vịt này. Đó. Sau đó mình sẽ cho cái phần lòng trắng ra một cái chén nhỏ khác. Mình đổ ra cái phần mỡ của chú vịt này thôi mọi người. Cái dụng cụ này nó rất là hữu dụng luôn. Rồi sau khi tách xong thì Moon sẽ đổ lòng đỏ vào đây. Đó, rất là đơn giản luôn mọi người. Tiếp theo làm cái thứ hai nha. Rồi, đã xong, thao tác rất là đơn giản. Tiếp theo Moon sẽ cho vào hỗn hợp trứng là 1/2 muỗng cà phê hương vani. Và 3 muỗng canh đường ăn kiêng erythritol. Thì đường ăn kiêng mọi người có thể sử dụng stevia hay đường la hán quả gì đều được nha. Rồi Moon sử dụng cây phới lòng để đánh đều lên cái hỗn hợp trứng của mình. Khi mà trứng và đường đã hòa vào nhau thì Moon sẽ cho vào đây 160ml whipping cream. Tiếp tục là 100ml sữa tươi không đường. Rồi Moon sẽ tiếp tục khuấy đều hỗn hợp của mình lên nha. Mọi người nhớ là mình phải đánh đều tay lên. Tiếp theo thì Moon sẽ sử dụng một cái nồi như thế này để mà mình có thể đun phần hỗn hợp và pudding trứng nha. Thì đầu tiên là Moon sẽ dùng một cái rây như thế này để mà Moon rây hỗn hợp qua một lần nữa cho nó mịn. Rồi bây giờ Moon sẽ bắt đầu đun hỗn hợp pudding trứng nha. Mọi người nhớ để cái phần lửa là thấp nhất để khi mà mình đun lên á, phần hỗn hợp pudding trứng của mình không bị vón cục. Trong quá trình đun thì mọi người nhớ dùng cây phới lòng mình khuấy đều tay như thế này. Khi đã đun nóng hỗn hợp khoảng 10 phút thì bây giờ Moon sẽ cho vào đây là cái phần gelatin của mình hồi nãy mình ngâm nó nở ra rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cho thẳng vào đây luôn nha. Nó nở nên nó hơi bị dính đó mọi người. Đó, mình cho vào luôn. Tiếp tục mình dùng cái cây phới lòng mình khuấy đều lên để cho cái phần gelatin nó được hòa tan với lại hỗn hợp trứng sữa nha. Moon sẽ đun nóng thêm tầm 2 phút nữa thôi rồi tắt bếp. Sau khi tắt bếp thì bây giờ Moon sẽ đổ hỗn hợp pudding trứng vào khuôn nha.
Ở trên bề mặt hiện tại là đang có bọt nổi, thì bây giờ Moon sẽ vớt ra nha, để tí nữa nhìn cái phần pudding trứng của mình nó đẹp hơn và nó không có bị lởm chởm mấy cái bong bóng như thế này. Rồi thì Moon cũng chỉ vớt sơ sơ thôi mọi người, chứ Moon thấy nó nhiều quá Moon vớt cũng không nổi. Thôi kệ, mình ăn ở nhà mà chắc cũng không sao. Thì bây giờ Moon sẽ đậy nắp lại và mình sẽ giữ cái phần pudding trứng này trong ngăn tủ mát khoảng 8 tiếng, hoặc là mọi người có thể để qua đêm ăn sẽ ngon hơn nha. Đây là thành quả của Moon đây mọi người ơi. Đó, pudding trứng của mình đây. Thì mọi người thấy như thế nào? Bây giờ Moon sẽ cắt cái phần pudding trứng ra, rồi mình sẽ cắt nhỏ từ từ nha. Moon dùng một cái con dao thật là nhỏ để mà tỉa cái viền chứ của phần pudding trứng này, để cho mình lấy ra khỏi khuôn nó dễ dàng hơn ha. Ok, bây giờ Moon sẽ ụp nó lên cái phải đập mạnh nó mới ra được mọi người. Tiếp theo Moon sẽ cắt nhỏ cái phần pudding trứng của mình ra để mình ăn cho nó dễ hơn nha. Moon sẽ cắt ra từng cái khối nhỏ như thế này. Thì ví dụ mọi người muốn ăn miếng lớn á thì mọi người cũng có thể làm theo ý thức của mình nha. Chưa gì mà Moon cắt á mọi người, Moon thấy cái miếng của nó rất là dẻo luôn, rất là thơm nữa. Moon đứng đây cắt mà Moon còn nghe được cái mùi thơm luôn. Đó, Moon cho mọi người coi cái viên pudding của mình nè, rất là núng nín luôn. Tiếp theo là bước pha trà sữa rất là đơn giản luôn. Thì ngày hôm nay Moon sẽ dùng trà túi lọc và đây là trà ô long nha mọi người. Thì mọi người có thể sử dụng bất kỳ loại trà nào mọi người thích cũng được. Có thể sử dụng trà lài nè, hay là trà hoa cúc cũng được nha. Rồi, thì với một gói trà túi lọc như thế này, Moon sẽ cho vào đây là 100ml nước nóng nha, để mình ngâm trà. Thường á là Moon sẽ ngâm trà trong khoảng 15 phút. Rồi, Moon đã ngâm trà trong vòng 15 phút rồi nha mọi người ơi. Thì bây giờ Moon nhúng lên nhúng xuống vài cái để cho cái cốt trà nó ra được đậm hơn á. Xong rồi Moon lấy ra luôn. Tiếp theo Moon sẽ cho vào đây một ít whipping cream nha. Thì nếu như bạn nào mà có sẵn cái sữa đặc keto thì mình cũng có thể làm bằng cái sữa đặc keto đó. Còn không thì sử dụng whipping cream. Thì cái lượng whipping cream này thì Moon không có quy định. Tại vì sẽ có bạn thích uống nghe cái mùi béo nó nhiều hơn thì mình cho nhiều whipping cream. Còn bạn nào mà muốn uống kiểu nghe mùi trà đậm thì mình cho ít whipping cream thôi. Tiếp theo thì Moon sẽ nhỏ vào đây là đường, nước stevia nha. Đó, Moon sẽ nhỏ vào đây cỡ 3 giọt thôi. Đó, vậy là ok rồi. Khuấy lên. Bây giờ Moon sẽ cho đá và mình bắt đầu mình dùng trà sữa chung với pudding trứng nha mọi người. Moon đã trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Moon làm món pudding trứng đây. À, mọi người nhìn cái dĩa pudding trứng của Moon đi. Ủa mà sao Moon thấy ở trên camera nó là màu trắng vậy ta? Rõ ràng á là Moon nhìn ở ngoài là Moon thấy màu vàng nha mọi người. Chắc là do ánh sáng á. Còn đây là trà sữa keto. Thì tất cả công thức thì Moon đã giới thiệu cho mọi người ở trong cái phần video trước rồi. Mọi người có gì cứ xem lại từ từ rồi làm theo Moon nha. Còn bây giờ thì Moon sẽ thử trước ly trà sữa keto. Hồi đầu vừa rồi á, là Moon có làm một cái video hướng dẫn cách làm trà sữa keto và thạch phô mai tươi keto. Moon thấy video đó được rất là nhiều bạn đón nhận, tại vì view rất là cao, cho nên là hôm nay Moon hướng dẫn mọi người làm thêm một cái topping khác để muỗng trà sữa. Thì đó, đây là pudding trứng. Thì Moon sẽ thử. Moon bỏ pudding trứng vào trong trà sữa luôn rồi. Trời ơi, nó ngon nha, không hề nghe tanh mùi chuối một xíu nào luôn, mà nghe được cái vị nó vẫn là cái vị béo béo nhẹ nhẹ nha, chứ không phải là béo lắm nữa. Thêm một cái nữa nha mọi người. Mình cảm thấy là khi mà cắn cái pudding trứng này á, nó rất là dẻo, chứ không phải là cái kiểu nó quá xốp xốp như ở ngoài
Ở ngoài mấy cái quán trà sữa mà người ta hay tự làm topping á, Muốn thấy là cái cách này làm nó sẽ rất là khác. Nhưng mà Muốn thấy là ăn cái kiểu này ngon hơn. Xin lỗi mấy cô chú anh chị mà bán ở ngoài tiệm trà sữa, tại vì đây là công thức dành cho những người ăn keto, thì Muốn làm Muốn cảm thấy là rất là phù hợp và rất là ngon, nên là Muốn giới thiệu cho mọi người. Muốn cũng không có ý gì mà so sánh đâu nha, ý của Muốn là nó ngon trong cái mức mà mình có thể chấp nhận được đó mọi người, nên là mọi người cứ làm theo cái công thức của Muốn đi nha. Mọi người, trà sữa mà mình làm với trà ô long á nó thơm lắm mọi người, nó thơm mà nó ngon hơn cái trà bá tước đợt vừa rồi Muốn giới thiệu với mọi người nữa. Thường thì Muốn thấy trà ô long á có rất là nhiều hãng bán luôn, nên là mọi người cứ lựa đi, hoặc là mọi người có thể mua cái hãng của Moon hồi nãy Moon giới thiệu á, là cái hãng CJ Food. Ở trên cái bao bì cái gói ấy, nó không có ghi, nhưng mà Moon nói với mọi người luôn là hãng CJ Food nha. Moon mua ở GS25, thì không biết siêu thị có bán không, tại vì nhiều khi Moon lướt qua siêu thị Moon chưa bao giờ thấy, mà tại hôm bữa giao dịch nên là nhà Moon kế bên cái GS25, nên là Moon ghé Moon mua luôn, và Moon thấy hộp trà ô long nên là mua về uống cho đỡ thèm á, nên là giới thiệu mọi người luôn. Cắn thêm bút tinh trứng, xong rồi cắn thêm một miếng miếng đá, nó lạnh lạnh mà nó béo nhẹ nhẹ mà nó rất là ngon, rất là thơm luôn mọi người. Nó cũng sẽ hơi giống bánh ăn một xíu nha, tại vì nó cái công thức nó cũng hao hao với cái cách mà mình làm bánh flan keto, nên là nó cũng sẽ giống một tí xíu. Nhưng mà Muốn thấy là ăn cái kiểu này nó sẽ ngon hơn mọi người. Khi mà mọi người ăn cái bánh flan keto, mọi người sẽ rất là dễ ngán, tại vì khi mình ăn á, mình sẽ ăn một cái chén như thế này nó cũng hơi nhiều, mà ở trong đó thì cũng rất là nhiều whipping cream, mọi người sẽ bị ngán. Còn để cho đỡ ngán hơn thì mọi người cứ làm cái công thức pudding trứng này đi. Khi nào mà mọi người muốn ăn thì mọi người chỉ cần lấy một một hai cục, hai ba cục gì đó, mọi người bỏ vô trà sữa mọi người ăn, thì nó sẽ không gây cho mình cái cảm giác mình bị ngán, bị ngấy bởi cái whipping cream nha. Rồi Muốn sẽ cuốn tiếp trà sữa, tại vì Muốn thấy rất là ngon, rất là thơm mọi người. Tuyệt vời luôn á. Rồi, quá ngon. Trà sữa ngon nè, pudding trứng ngon nè. Thì mọi người nhớ làm theo công thức này của Moon nha, và nhớ là ủng hộ thêm cho Moon để Moon ra thêm một số cái topping khác để uống kèm với trà sữa keto nữa. Còn bây giờ thì Moon xin phép dừng video tại đây. Rất là cảm ơn mọi người thời gian qua đã xem video cũng như đã like và subscribe cho kênh Money Fabulous. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.